Và cơ sở bên em làm cái ván này của cái kệ này là tận 1 phân luôn. Các chị nhìn thấy rất là dày dặn và chắc chắn, và đằng sau nó còn đẹp như đằng trước của kệ khác, còn đẹp hơn, thậm chí đẹp hơn. Và xin chào tất cả quý khách hàng của kênh Sửa Mán Đồ Gỗ Ra Tận Gốc. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các anh chị một cái kệ từ sừng trâu mà nó đẹp nhất từ trước đến nay cơ sở bên em đã sản xuất ra. Và cái kệ sừng trâu này nó có những gì đặc biệt thì em xin giới thiệu qua cho anh chị trước. Đó là cái mặt trên của kệ sừng trâu này của bên em làm là 50 phân nha mọi người nhá. 50 phân từ xưa đến nay nó chỉ có 45 phân đã là rất là rộng rồi. Và đây em làm sâu tận 50 phân để thể hiện độ uy nghi và độ bệ vệ của cái kệ này. Và tiếp theo nữa là tất cả ván của em đều làm là 1 phân rưỡi đậu nha anh chị nhá. Ván 1 phân rưỡi đậu và làm liền khối. Ván mà quán kệ là 1 phân rưỡi là cực kích thước cực kỳ là đẳng cấp nha các anh chị nhá. Không có kích thước nào to hơn thì ván kệ này đâu. Đây, và tiếp theo là ở cái mặt ngăn kéo này cơ sở bên em làm 4 phân và đục kênh bong xuống các anh chị nhá. Và đục chấp thêm quả dưa con sóc đục kênh bong bằng tay. Đấy, rất là đẹp. Và ở phía dưới là bên em làm là có 4 cái cánh đục tứ quý thung cúc trúc mai tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Đây, rất là đẹp. Cánh này được đục tận làm khuôn cánh dày 4 phân. Ván cánh là dày tận 3 phân luôn. À khuyên, ván cánh dày 4 phân và đục sâu 3 phân các anh chị nhá. Đây là tích là thông, cúc, trúc và mai. Đây các anh chị nhìn thấy đây, 4 tích rất là đẹp. Và đây, và tất cả các cái viền này trang trí đây bình thường chỉ làm có 1 phân thôi, và cơ sở bên em đây đang làm tận nó rơi vào tận 3 phân đục số nha anh chị nhá. Đây, rồng hóa đây, triện đây. Rất là đẹp. Đây, cái phần khuôn tranh này anh chị nhìn thấy đây. Phần khuôn tranh tất cả đều dày 4 phân, 1 2 3 cái phần khuôn tranh này đều được làm dày 4 phân để đảm bảo được là cái kệ này rất là chắc chắn và để nó có thể là nó chịu được lực của ván, của cánh, của khung cánh rất là dày như này, cần phải làm tất cả dày đồng bộ như nhau các anh chị nhá. Và tiếp theo ở phía yếm dưới này. Cái yếm dưới này của nó làm dày 3 phân đục bằng tê. Đây các anh chị nhìn thấy đây. Dày 3 phân đục bằng tê kinh bong luôn cái yếm dưới này. Đây, chân được vén cong. Đây, khuôn tranh dưới cũng được làm dày 4 phân đấy các anh chị nhá. Đây, hai bên. Đây, hai bên phần ô trang trí hai chữ thọ và đồng tiền. Đây mọi người thấy đây chữ thọ và đồng tiền đây. À, bên em làm nó lôi hẳn lên, tức là làm đục kênh bong quá, nó dày quá. Nó lôi hẳn lên so với cả cái khuôn tranh bên trong này. Đây chị nhìn thấy dày tận 4 phân. Nó lôi hẳn lên luôn, rất là kênh bong và đẹp. Đây, và hiện tại cơ sở bên em vẫn đang để mộc thô nhưng nó đã rất là đẳng cấp và đẹp như này rồi. Các anh chị có thể nhìn ngang. Anh chị nhìn ngang cái kệ này các anh chị nhìn thấy là rất là kênh bong, rất là đẹp. Và cần yêu cầu rất là gỗ đẹp và dày. Đây, còn cái điều quan trọng nhất đây em muốn giới thiệu với các anh chị đây. Đây là cái mặt hậu. Đây, cái mặt hậu này là một điều rất là nhiều cái khách hàng đã chăn chối và đã rất là thắc mắc cơ sở với em tại sao làm cái đằng sau nó đẹp lên. Thì nói thật với các bác là nếu mà cái giá kệ hàng phổ thông mà làm cái mặt sau này dày lên thì giá kệ nó tăng gấp đôi luôn. Thì đây, hiện tại cơ sở bên em làm cái kệ VIP như này, bên em làm đúng đáp ứng yêu cầu của các anh chị luôn. Đó là cái mặt hậu này nó cũng dày tận 1 phân, dày tận 1 phân đậu luôn các anh chị nhá. Cái mặt hậu ván này này, bình thường nó chỉ có 3 ly với 5 ly thôi. Và cơ sở bên em làm cái ván này của cái kệ này là tận 1 phân luôn. Các anh chị nhìn thấy rất là dày dặn và chắc chắn, và đằng sau nó còn đẹp như đằng trước của kệ khác, còn đẹp hơn, thậm chí đẹp hơn. Đây, và cái kệ này cơ sở bên em đang bán với giá là 21.800 bộ sản cái kệ TV này. Thì mọi người đặt hàng cái kệ TV này thì phải đặt trước rất là lâu. Còn hiện tại thì hôm nay em vừa mới dựng xong hai cái kệ làm mẫu thì anh chị có thể đặt luôn, mà hiện tại là chưa có chủ đặt bộ sản phẩm này. Thì các anh chị có thể nhanh tay đặt hàng, tại vì những cái sản phẩm đẹp này thì rất là nhanh. Có người đặt và đặt thì nó sẽ rất là lâu, thì các anh chị hãy nhanh tay đặt hàng bộ sản phẩm này. Và kích thước của cái kệ này là sâu là 50 nhưng anh chị nhá, mặt là 50 nhưng ở dưới bệ là 60. Và dài phủ bì của nó là 2m37, là kích thước của 2m4. Đấy, rất là đẹp. Đấy, mọi thứ thắc mắc thì mọi người hãy liên hệ trong cơ sở bên em qua số điện thoại 096 119 0000, và qua trực tiếp cơ sở bên em là cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và xưởng sản xuất bên em là tại khu sản xuất nhà máy xử lý rác thải Plasma Đông Anh. Thì mọi người hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này để cho những người thân, những người quen của mình có thể biết được đến những cái sản phẩm đẹp và đẳng cấp, và đặc biệt là những cái ưu đãi mới nhất của cơ sở bên em khi mọi người đăng ký kênh. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, và cảm ơn mọi người đã quan tâm xem video của bên em. Xin chào.